Cái này cái nu của công nha bạn, nu mặt khỉ. Cái này mới giật cốt vô làm vàng long à. Một cốt, hai cốt, cốt ngon, sẹo chưa liền hết nha bạn. Cái này lấy mặt liền lên đây nha bạn. Nhưng mà mình vẫn bắt cái cành này cho nó kín kín cái cây, chứ để nó trống quá. Sẹo là chưa liền hết. Này gì bôi keo thêm liền à. Nhưng mà khỉ. Cái này cái đế nó cũng được. Đế nó cũng được. Ủa, nãy mình lắp hơi sâu. Một cái đế em được. Cái này về. Cái chậu này mình đang nuôi. Nhổ nguyên cái chậu ra mình gửi cho bạn. Nhổ ra nha bạn. Chậu này chậu xi măng. Còn không thích thì vô là về vô là cái chậu men luôn cả. Cả chừng nào nuôi xong mấy cái cành cho nó mập mập tí xíu đi cho nó kín kín cái lông nữa rồi vô lại cái chậu khác. Chậu này chậu nuôi, cái cục sát gốc thì được 25, cái cục keo nó được 25 luôn, cái đỉnh này khoảng 24-25 nè. Cành này nó hơi nhóng quá. Nu công nha bạn. Để nu mặt khỉ. Để cái chai nước cho so sánh thôi. Hôm nay mấy bữa này mình bận quá, mình không có quay clip nhiều. Cái này cũng hết cây bạn, hôm nay mình ít đi săn cây lắm. Hôm nay mình bán mấy cây nhà là mình làm bán cách quen. Mình không đi săn cây nhiều. Thì đầu này bán cũng ế. Nên mình ít đăng hơn so với xưa. Xưa ngày nào mình cũng đăng, hầu như 4 năm hôm nay ngày nào mình cũng đăng hết á. Có lúc sau này ế quá. Khoảng 2 năm dịch trở lại đây ế nhiều. Cái tần suất mình đăng không có nhiều bằng ngày xưa. Rễ nhiều mà, rễ ăn bao nhiêu mà. Ấy mình nhổ ra nha. Để chậu nuôi thôi. Mới tuốt lá mình vô lại cái nước kẽm, nước 2, nước 3 vậy. Được 3 nước kẽm. 1, 2, 3, 3 nước kẽm. Buông ra vô. Nụ công nha bạn. Không có chậu nha, chậu này nặng lắm. Gỡ ra, gỡ cái cây nó cũng mạnh mà nó gọn nữa. Chứ gỡ cái chậu rồi chứ nó dần chuyển nó bể hư hao lum, nó dễ cấn vô cái tàn. Gỡ nó vụt ra nó cấn vô cái tàn. Rồi mà bể được cái cấn cho bạn.